ai cũng phải trải qua các vấn đề về mụn. Mụn luôn mang lại phiền toái cho rất nhiều người về mặt tinh thần và thẩm mỹ. Mụn đến rất nhanh nhưng đi rất lâu, điều trị mụn phải tốn quá trình rất lâu, thậm chí tốn rất nhiều tiền. Hiện nay có rất nhiều kem trị mụn ra đời, nhưng Cleansit MS và Cleansit C chính là khắc tinh của các nốt mụn đáng ghét. Nhưng liệu Cleansit MS và Cleansit C có trị mụn ẩn hiệu quả không? Hãy cùng shop mình tìm hiểu về hai loại trị mụn này và xem loại nào trị mụn ẩn hiệu quả hơn nhé. Bên mình là shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả, để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Nhiều khách hàng khi dùng sản phẩm thường nói vui rằng, trị mụn ẩn thì tìm Cleansit MS. Chỉ sau vài tuần sử dụng, bạn sẽ nhận thấy mụn ẩn được đẩy lên bề mặt da từ từ, cồi mụn khô và dễ dàng lấy sạch. Tất cả là nhờ vào tác dụng hiệu quả của sản phẩm trong nhiệm vụ tiêu diệt các ổ mụn ẩn sâu bên trong da. Theo báo cáo thống kê nghiên cứu việc điều trị mụn của Cleansit MS, cho thấy tỷ lệ người bệnh sau khi sử dụng đã thấy tình trạng thuyên giảm so với trước khi dùng lên đến 94,6%. Đặc biệt, tỷ lệ người dùng khi sử dụng không thấy mụn trứng cá, mụn ẩn bị tái phát sau khi điều trị là 87,5%. Bấy nhiêu đó đã đủ chứng minh rằng, chỉ cần bạn sử dụng đều đặn và thường xuyên, thì thuốc sẽ đem lại hiệu quả tốt sau điều trị. Rất nhiều bạn hay băn khoăn chấm mụn Cleansit C có trị mụn ẩn không? Câu trả lời là Cleansit C có tác dụng trị mụn ẩn, thông qua tác dụng giảm sừng hóa cổ năng lông. Điều này giúp giảm thiểu việc bít tắc lỗ chân lông, giúp nhân mụn trồi lên nhanh hơn. Đồng thời tạo điều kiện cho kháng sinh thực hiện nhiệm vụ tại ổ viêm, giúp những nốt mụn nhanh chóng xẹp. Bên cạnh đó nó cũng giúp giảm thiểu vết thâm do mụn để lại. Tuy nhiên Cleansit C không phải chỉ định đầu tay trong các trường hợp mụn ẩn, bởi lẽ sản phẩm có chứa thành phần kháng sinh. Chỉ khi tình trạng mụn của bạn có sự xuất hiện của nhiều nốt mụn viêm, mụn ẩn đan xen thì Cleansit C có thể là một lựa chọn tốt nhất cho bạn nhé. Kem trị mụn Cleansit hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem trị mụn Cleansit hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.